trí. Nói lại một chút thôi. Cái đó sẽ các bạn làm quen rồi thì còn mình sẽ luyện tập thêm thôi. Là dạng đầu tiên là dạng kana bằng b, thì cái này xử lý như thế nào thì tương đương ngay là gì, là b lớn bằng không này và a bằng b bình, đúng không? Và dạng kana bằng căn b thì tương đương ngay là gì, a bằng b, a lớn bằng không hoặc là b lớn bằng không. Đó hai dạng cơ bản. Nói trước giờ mình đã đặt ẩn phụ đúng không? Đặt ẩn phụ. Đặt ẩn phụ. Thì hôm trước là mình chỉ đặt T đúng không? Mình đặt cái T bằng căn thôi, T bằng căn. Nhưng mà trong phần này thầy dạy rồi là mình phải nhìn gì nhỉ? Nhìn ẩn chung. Nhìn cái ẩn chung. Bây giờ sau đó mình gì đây? Mình rút. Rút cái ẩn chung. Sau T nhìn ẩn chung và sau đó mình rút ẩn chung theo sau T. Đấy là cách, cách làm bài của mình đúng không? Đấy, mình sẽ luyện tập một hai câu cho nhớ nhé. Hôm trước thầy có cho bạn một câu chép thử về nhà mà suy nghĩ thử đấy, thì câu đấy cũng không phải khó lắm, có làm được không mà mình ôn tập lại. Ôn tập lại tầm hai câu thôi, mình nhớ lại nhé, ôn tập lại hai câu thôi, nhớ lại dạng thầy quét thì mình phí cho mình nhớ. Ví dụ hai câu này đi. Ví dụ hai câu vừa này. Thì cho một phút chuẩn bị nhá, rồi lát thì gọi cách làm là gì đấy. Đây là dạng bài đặt hình phụ. Phần này nói chung là phải luyện thì mới giỏi được. Phần này khá là khó. Nói chung là phải luyện tập nhiều. À, còn thử nha. Mai Anh nè. Bà này ẩn chung là gì nhỉ Mai Anh nè? Em thấy bài này ẩn chung là ở căn của x bình trừ 6 x cộng 6 ạ. Mình xem một cái đấy là tên căn rồi, ok nhưng ẩn chung ý, để dạy rồi ẩn chung nó chỉ là cái cụm ẩn giống nhau, cụm ẩn chung thôi, mình cứ nhìn như thế là dễ nhìn, cụm ẩn chung thôi. Thì ẩn chung mình sẽ là gì đây, x bình trừ đi 6x nhìn ẩn chung nha, Rồi ạ. nó theo cụm, nó theo cụm nhé, theo cụm với thầy. Thì bây giờ là tên là gì, T bằng x bình trừ 6x ạ. trừ 6x cộng 6. Đặt vào tiền căn luôn, căn của x bình trừ 6x cộng 6. Cái phải lớn bằng không. Rồi đến đây mình rút ẩn chung theo T thì mình, ẩn chung mình là x bình trừ 6x đúng không?
Mình rút điểm chung cho T tức là gì? Bình phương lên. T bình sẽ bằng gì nhỉ? Thì mình sẽ bằng X oh, bình x bình bình trừ 6x 6x cộng 4 à, cộng 6. 6 ạ. Vậy suy ra ngay x bình trừ 6x bình gì? Hai bình trừ 6x Nó bằng gì nhỉ? bằng Ủa, t rút bình T bình trừ trừ ba chín. 9 đầu ra thì 6 chuyển vế lên máy sao ngoát thế, đang đang mơ ngủ à? Trời ơi, tỉnh nghi là học ngôn ngữ này khá là sao được. Vậy khi đó phương trình là gì nhỉ em nhỉ? Phương trình là Em gì? có phương trình là t cộng 9 T bình trừ 6 này. Chỗ nào có x 6. bình trừ 6x, mình thay bằng t bình trừ 6 vào. Cộng 9 ở ngoài, hiểu chưa? Bằng 4, có căn mình thay bằng 4t. Em hiểu không? Đó. Thế đây mình có phương trình là gì? T bình trừ 4t cộng 3 bằng không biết là t bao nhiêu. Thầy đợi em tính. Em thấy là bằng 3 và bằng 1 ạ. Bằng 3 và t bằng 1 tương đương ngay là gì? Thỏa mãn hết đúng không? Tức là căn của gì Ừ. đây? X bình trừ 6x cộng 6 bằng 3 và căn của x bình trừ 6x cộng 6 bằng 1 tương đương gì em nhỉ? Tương đương với x bình trừ 6x cộng 6 bằng 9 ạ. Tiếp tục. X bình trừ 6x cộng 6 bằng 1 ạ. Đó. Thế là ngay x là bao nhiêu? Giải ra kèo đi, x bao nhiêu? Như xấu á. Em tính. Đấy, đầu tiên nó sẽ ra là 3 cộng với 2 căn 3. À, cộng 3 trừ 2 căn 3. cộng trừ 2 căn 3. Này dễ x đẹp ạ. Dễ x đẹp không? Các bạn nhớ chuyển vế sang nhé. Chuyển vế sang. Con cái dưới là bằng 5 và 1 ạ. 5 và x bằng 1. Nhớ lại chưa? Ok. Đó, các bạn khác Phương Thảo ổn không nhỉ? Có. Hồng Vân nghe ok Có. không? Đó. Mình sẽ đi sang phần thầy bảo rồi, đôi khi ẩn chung thì mình không nhìn ra ngay, có những bài mình phải phá ra thì mình mới ẩn chung được đúng không? Đấy, thì cho các bạn 2 phút chuẩn bị để thầy gọi xem có B ẩn chung là cái gì, mình cùng triển khai với thầy. Nhớ lại một chút nha, có thi thì các thầy cô chỉ hỏi các bạn những quy trình này thôi, chủ yếu hỏi tham số là chính. Quan sát xem nói chung là cái gì, bạn nhớ trước khi làm bài nó cần phải điều kiện nhé.
Phần này thì dạy trên lớp các bạn hơi khác một chút. Các thầy cô có thể là rút T đúng không? Rút cái ngoài theo T. Nhưng thầy khuyên các bạn nên rút ẩn chung thôi vì đỡ nhầm dấu về sau. Sau các bạn có rút rút theo T dễ nhầm dấu nên rút cái ẩn chung thôi. Câu nào Khánh Linh à? Câu Khánh Linh thì bài này ẩn chung là gì? Theo bạn, theo câu đấy thì ẩn chung là Nó to một tí thôi. Nói lại đi cô. ẩn chung là Đầu tiên mình cái điều kiện đấy, điều kiện là x trừ 3 nhân 8 chữ x đúng không? Nào. Ở bài này ẩn chung thì trên này em phải làm trò gì nhỉ Linh nhỉ? Phải làm trò gì? Bài ẩn chung em nhìn ra chưa? chú ích bình ạ. Mà chữ x bên ẩn chung nó rất là cụm, mà nó là một cụm nhá. Cho mình cái này sẽ là một cụm giống nhau mình gọi là cụm ẩn chung. Hiểu vấn đề không? Có ạ. Em nhân phá này bên trong đi, nhân phá bên trong lên chưa? Nó ra cái gì? Chú ích bình. Tiếp tục. Thế gọi như thầy chưa? Cái gì nhỉ? Cộng bao nhiêu? Ở nhân phá bên trong đi, biết nhân phá không? Trời ơi, dạy cái này, này rồi, mình sẽ mình lát cái này đây. Cộng 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 11 đi ạ. 11 đấy, tiếp tục. Chữ 21 ạ. Trừ 24. 83 24, cộng 26. Mà trừ x bình cộng 11x. Vậy anh nhìn thấy bài ẩn chung là gì? Chữ 11x, chữ 11x bình cộng 11 đi ạ. Nó là cái này đúng không? Vậy mình cứ nhìn cái căn đúng không? Lập t bằng căn đã tính sau. Lập t bằng căn của gì? Trừ x bình X cộng 11x 11x trừ lớn hơn rồi 24 là bằng không. lớn hơn bằng Đưa ngay là gì? Bước 2 đi. Rút ẩn chung theo t. Rút từ gì? tương đương là t bình bằng trừ x bình cộng 11x trừ 24. Vậy là rút cái gì ra, rút cái gì ra em nhỉ? Rút cái gì ra? Tiếp theo này là rút ẩn chung theo t. Ẩn chung là gì thì vậy sao? Là x bình trừ cộng 11 đấy ạ. Trừ x bình cộng 11x đúng không? Rút ẩn chung theo t. Nhớ câu vị của thầy. Trừ x bình cộng 11x sẽ bằng gì? T bình trừ 24 ạ. Thì mình trừ 24 á. À cộng 24. Trời ơi, rất cẩn thận nha. Đấy đây, phương trình sẽ là gì? Đúng đấy ạ. Được. Trừ Trời ơi, đến đây mà không biết trả sao cứ theo T đi. Chỗ nào căn theo bằng T. Em hiểu không? T Được, T bình. Chỗ nào căn mình theo bằng T. Chỗ nào có trừ x bình cộng 11x mình theo cụm này. Phương trình này em ra cái gì? Ra t này cộng bao nhiêu? cộng bình. Nhìn phương trình này này. Phương trình 1 đấy, nhìn phương trình 1 có thể. T bình cộng bao nhiêu nhỉ? 11T à? Một t. Em hiểu cái nghe được kỹ nha, tập trung vào có căn mình thêm bằng t, em hiểu không? Ngọc. Chỗ nào có trừ x bình cộng 11x mình thêm bằng t bình cộng 24, vậy có căn chưa, nó bằng t chưa? Vâng ạ.
26 để nguyên. Cái vế phải là gì? Vế phải là gì? Chúng ta x bình cộng 11 đấy ạ. Em không hiểu à. Em mới đưa ẩn về toán T thôi. Chứ x bình cộng 11x nó bằng cái gì đây? Bằng t bình cộng 24 ạ. Em hiểu phương pháp này là gì không? Cái phương pháp này mục tiêu là gì? Là chuyển từ ẩn x nó về ẩn T. Và cái ẩn T nó dễ làm hơn. Em hiểu vấn đề Vâng. không này? Và cái cách, cái diễn đạt của thầy này là rút ẩn chung theo T. Tức là cái ẩn chung đấy của mình ý, nó là toàn T thôi. Và ẩn phương trình theo T là dễ giải hơn nhiều. Thì ẩn chung mình thấy dạy mãi bài này em hiểu không đấy? Đó. Nó nghe như kiểu ngáo ngơ ấy. Học tập trung vào chứ. Không hiểu phải hỏi ngay, cứ hỏi hiểu không mà hiểu rồi ạ à, xong làm bài như shit. Không hiểu phải phản hồi ngay. Nó giấu rốt làm cái gì, ngại ngùng với ai? T bao nhiêu? Các bạn không hiểu các bạn phải hỏi ngay, ngại ngùng cái gì? T bằng 2 và T bằng trừ 1 ạ. Có loại cái T nào không? Có loại cái nào không? Đây điều kiện của em đây, đùa con này học như kiểu lắm, kiểu làm vẹt. Thầy viết như thế này em không hiểu em phải hỏi chứ. T bằng căn lớn bằng không, tức là mình có T phải thế nào? T nó phải lớn bằng không đấy em ạ. À. Hay biết gọn ra là T lớn bằng không thế Loại này. Em hiểu vâng không? Thế là loại cái gì? loại trừ một ạ. Cái thỏa mãn đúng không? Nào Vâng, đây, đây trả tên cho nó nào, trả lại tên cho nó đi. T bằng 2 tức là cái gì bằng 2? là trừ x bình cộng 11x trừ 24 bằng 2 ạ. Trời ơi, em là T bằng gì? Trừ x bình cộng T của em là cái gì? Là T bằng gì hả em ơi? chú ý bên cộng 11 đi Nhìn chú tư lại, ạ. nhìn lại. Đặt T bằng cái gì? Căn căn chú ý bình ạ. Mình Cộng 11 hiểu đi chưa chú đây? tư. Rồi ạ. Mày như ngóng ngơ ấy. Ngồi học tập trung vào. Bằng 2 tương đương gì? Tương đương là trừ x bình cộng 11 đấy ạ. Trừ 24 bằng 2. Bằng 4, bình phương lên bằng 4. Trời ơi. Sao cái lỗi sai cơ bản thì em sai đi sai lại vẫn sai được nhỉ? Chuyển vào sang cái phải cho thầy đi. Tức là còn lại gì? X bình trừ 11x Được không? cộng bao Cộng hai nhiêu? hai cộng 28 Ôi, rồi, bấm cho thành nghiệm nào. vậy bằng x bằng 7 và bằng 4 ạ. Em biết lấy hai loại không? Biết kiểm tra mấy cái gì nữa không? Kiểm tra lại điều kiện ạ. Điều kiện nào? Điều kiện nào nhỉ? Điều kiện x trừ 3 phẩy 8 chữ x lớn hơn bằng không ạ. Ừ, thế em thay cái 47 vào cái này đúng không? Và cụm này nhân nhân với nhau nhá. Thì Vâng. nếu mà nó không âm thì lấy, âm thì loại, và cái này thỏa mãn hết. Em hiểu chưa đấy? Rồi ạ. Học tập trung mà chứ. Từng nói đến mồm rồi mà cũng cứ ngang ngứ ấy. Các bạn nghe không hiểu phải phản hồi ngay, không phải giấu dốt làm gì cả. Cứ ngại ngùng. Tính học sinh bây giờ toàn ngại. Ngại là thiệt mình chứ ngại thiệt ai nhá. Ngại làm cái gì? Ok chưa? Ngọc Hiền ok không? Có thầy. Sally ok không nhỉ? Có.
Rồi. Cố gắng tập trung như là một câu nữa cho quen tay nào. Các bạn cứ quen tay đã rồi mình tính sau. Nhớ rút ẩn chung theo T nhé. Thầy dạy phần này khác trên lớp một chút. Đa số các thầy cô trên lớp là sẽ đặt T bằng căn đúng không? Rồi mình rút cái bên ngoài theo T. Thì làm thế các bạn giấu nhầm rất là nhiều. Các bạn nhầm dấu thôi. Giống như cộng dấu trừ nhầm dấu là sai rồi. Thì làm kiểu này thì tránh được nhầm dấu. Nào, thì cô D nào. Nhớ từ ẩn chung mình sẽ hiểu là một cụm ẩn chung nhé mày đến nhé. Cụm ẩn chung. Đưa phương trình từ x toàn về t. Chỉ còn t thôi. Đấy là cái tư tưởng là vậy. Vẫn 2 phút chuẩn bị để thầy gọi. Mà khoa nam à, cho khoa nam là đặt gì ở T nhỉ, khoa nam Em thử đặt là x bình cộng 3x là t. là x bình cộng 3x bằng T. Không phải x bình cộng 3x, ẩn chung là gì đã, là cái ẩn chung là gì, Ẩn chung là x bình cộng 3x cộng t à? và y bình cộng x cộng T, đùa, ẩn chung. Nào được, em phân phá phương trình này tương đương gì, nhân phá ra thế nào, tương đương gì, Là thế là 2x rút gọn cho thầy đi, rút gọn luôn, thằng này đánh ngang ngáy ngủ rồi, nghe giọng này để chắc gì em đâu, rút gọn. thì bây giờ không người làm à. Trong này hơn 2 phút liền mình ngồi từng người chơi à, Em nghĩ nghĩ gì mà viết ra, nghĩ gì nó tương tự bài trước thôi, nghĩ cái gì, lười cho ngồi làm, ngồi chơi suy nghĩ. Và vẫn học một trai em thấy là trừ x bình trừ 3x cộng 10 ạ. ngồi học cho kiến thức có biết chưa, Vâng. không phải ngồi chơi đâu, không phải phí tiền này, nhìn thấy ẩn chung là cái gì chưa, X bình cộng 3x ạ. vì sao cái mình đưa trừ ra ngoài đi, đưa trừ ra ngoài còn là x bình cộng 3x đấy cộng 10 ở ngoài bằng 3 căn của x bình cộng 3x, đến đây đặt t một gì thôi. T là x bình cộng 3x. Vậy T bình là gì? Nhớ T phải lớn bằng 0. Vậy T bình nó sẽ là gì? T bình là T bình gì? bằng x bình cộng 3x. Đấy, may mắn nó ẩn chung là giống hết rồi, không phải rút gì nữa. Vậy phương trình nó sẽ là gì? Này là trừ trừ T bình Cộng. cộng 10 bằng 3t. Tôi đang ngay chuyển sang ghế nào đi. Sang bên phải Đây đi. là trừ 10 ạ, bằng Bằng 0. 0.
tên bao nhiêu? Đây là 2 với cả là trừ 5. Nào, có loại cái nào không em nhỉ? Có loại trừ 5 ạ. Vì sao? Vì trừ 5 bé hơn 0. Rồi, em thỏa mãn. Nào, tương đương trả lại T cho nó đi. T bằng 2 tương đương gì? Cái này t bằng 2 thì bằng 2 bình bằng 2x bình cộng 3x. Cứ bình tĩnh thôi, là viết cho nó cái tên nó sẽ nhìn. Đừng làm vội của đấy. Căn bằng 2 lại viết chậm thôi. Các bạn đã nhầm kém thì đừng vừa làm vừa nhầm. X bình cộng mấy bằng mấy. Bằng 4 á. Đấy thì đây phải mất cái gì đâu. Trừ 4 bằng 0. Đây còn bao nhiêu? Thì là 1 với cả trừ 4 á. Em thay vào trên, em thay vào điều kiện thỏa mãn không? Điều kiện không phải giải nhé, mặc dù mình giải được nhưng Em mà thấy điều là kiện cái trừ 4 không thỏa mãn á. trừ 4 không phải mãn đấy, em thay À, lại trừ 4 nhé. có, trừ 4 có. Thỏa mãn hết. Hiểu chưa? Các bạn ngồi học các bạn phải chịu khó viết ra, có một người nghĩ. Ngồi nghĩ cái gì, có một người chơi có nghĩ cái gì, nói phát một tính tay anh tinh. Ngồi học cho nghiêm túc vào thì mới giỏi được. Trừ 3x đi, liên nhân lại cho thầy đi, đó là trừ x bình cộng trừ x bình trừ 3x đi ạ. Nam nên đúng đấy. Đi xem lại xem nào. X nhân 2 là 2x nhá. 5 nhân trừ x là trừ 5x mà ly. Chắc ly như thế này à? 2x trừ 5x mà. Đấy. Cái phần ẩn phụ này thì nó không khó. Trong các loại ẩn phụ thì loại này loại dễ nhất rồi. Tức là dấu hiệu là một căn. Nhớ đây là một căn nhé. Dấu hiệu thông thường sẽ là một căn. Có một căn nhé. Một căn thì đặt tên một căn. Nhớ thầy như vậy. Một căn nè. Hôm trước là phụ một căn rồi đúng không? Nhắc lại ba câu các bạn nhớ lại nha. Luyện tập nó chỉ thế thôi, cũng không hơn được. Đạt nghe ok không? Có ạ. Rồi thì tiếp tục nào. Mình sang phần tiếp theo. Là bài toán là được ngoài căn đặt ẩn phụ. Phụ cho hai căn. Dấu hiệu là gì? Tức là trong phương trình nha, dấu hiệu này. Các bạn để một chút dấu hiệu. Là trong phương trình có kiểu như sau này. Có xuất hiện như sau, dấu hiệu là căn A đấy với căn B, hai căn A và căn B. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ nào? Xuất hiện tích của căn A và B. Tức là mình có cái dấu hiệu này là T có căn A này, có căn B này, nhưng mà lại có tích của A với B với nhau. Các bạn hiểu vấn đề không đấy? Đấy thì khi đó thì phương pháp là mình sẽ đặt T bằng căn A cộng trừ căn B. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là nếu đề bài bắt đầu là tổng hai căn thì là T bằng tổng, hiệu hai căn là T bằng hiệu. Các bạn hiểu ý thế không nhỉ? Nó tùy vào bài toán nha, mình không nhất thiết nó phải bó buộc nhau. Được dấu hiệu chưa? Nhớ nhá, nghe này, căn A, căn B và bên trong nó phải là tích của A nhân B, phải là tích của A nhân B, hoặc có thể là như sau, hoặc có thể là tích của k lần số k là một số bất kỳ nhân A nhân B.
Nhưng mà nói chung là phải xuất hiện được A nhân B, phải hiểu vấn đề không? Phải xuất hiện được A nhân B. Nhớ nhá. Không phải ấn chung nữa đâu, cái này không phải ấn chung nữa. Phần này sẽ khó hơn nhiều đấy. Sẽ cho ví dụ cụ thể luôn cho bạn nhìn cho rõ cho dễ. Nói nhất nhiều các bạn sẽ bị loạn, cứ phải nhìn thực tế mới hiểu được. Ví dụ chưa, ví dụ mấy này nhỉ, ví dụ 6 anh nhé. Và các bạn chắc là con này cụ thể là sẽ đây đi. Ok chưa? Nào bây giờ để ý nhá, nghe này. Nhìn dấu hiệu này, à các bạn nhìn nhá, nhìn dấu hiệu nó thật kỹ này. Mình sẽ phân tích. Có căn A chưa? Mình coi này là căn A này. Coi này là A này. Đúng là căn A chưa mấy đứa? Coi cái bên trong là B này. Đó. À, xuất hiện hai căn rồi. Vậy bây giờ mình hy vọng nó có dạng này, tức là mình phải kiểm tra, các bạn phải kiểm tra nhé. Kiểm tra xem cái này này. Kiểm tra xem cái này có đúng là A nhân B hay không. Các bạn hiểu vấn đề không? Xem nó có đúng là A nhân B hay không thì bây giờ kiểm tra nhé. Kiểm tra nháp này, nháp thôi. Nếu mà đúng bên trong là A nhân B thì mới có dạng này. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, tức là 3 cộng x này. A nhân B là 3 cộng x, A là 3 cộng x này, B là 6 trừ x này. Các bạn nhân phá ra đúng là trừ x bình không? Trừ x bình. À, cộng 3x cộng 18. Nào các bạn tự chứng kiến đi, các bạn tự nhân phá em đúng không? Tự tay các bạn nhân phá cho quen. Để cho 30 giây nhân phá xem nào. Xem có đúng ra là trừ x bình cộng 3x cộng 18 không? Tự tay mình thao tác nhá thì mới quen được. Chứ đừng nghe thầy chữa nhiều quá. Sali nhân thế đúng không? Dạ. Nhân chưa? Thôi ạ, chắc là thế đấy. Chắc là thế. Em phải tự nhân kết quả của em đi. Đỗ Linh nhân ra chưa? Rồi ạ. Nhân nghe giọng đang ngủ ấy. Nói chung là các bạn ý thức lên nhé, ngồi nghiêm túc vào. Thì bây giờ có ok này. Có căn A, có căn B chưa? À, lại có tích chưa? Vậy mình phương pháp mình là gì thôi? Là mình đặt. Đầu tiên điều kiện chứ nhá, điều kiện có nghĩa chứ đã. Tức là đặt điều kiện là gì? 3 cộng x lớn bằng 0. 6 trừ x lớn bằng 0. Vậy tương đương ngay là gì? X lớn bằng trừ 3. X nhỏ bằng 6. Vậy tức là x thuộc cái gì? Trừ 3 đến 6. Ok. Nào, đặt T bằng gì nhỉ mày đấy nhỉ? Bước này quan trọng này. Bút màu vàng thì nhấn mạnh chỗ màu vàng nhá. Nhấn mạnh. Nào đặt T bằng căn của gì đây? 3 cộng x cộng căn của 6 trừ x. Đúng không? Phương pháp làm mà. Đặt T bằng tổng hoặc là hiệu các căn với nhau. Ok. Bây giờ nhá. Nghe này. Đang có tổng mình muốn xuất hiện tích đúng không, thì mình sẽ bình phương hai vế lên, vậy tương đương ngay nhớ là t phải lớn bằng không nha mấy đứa nhá, t lớn bằng không vì sao, vì căn cộng căn là luôn dương mà, cái này không âm cộng cái này không âm tổng vào sẽ luôn không âm mà, ok không? Thì bây giờ tương đương ngay là gì nào, t bình sẽ bằng gì nhỉ, sẽ bằng là căn của 3 cộng x này cộng căn của 6 trừ x này tất cả bình này, ok không? Hay tương đương ngay T bình sẽ bằng gì? Nào, nhớ bài hôm trước không? A cộng B tất cả bình sẽ bằng là này căn A cộng căn B tất cả bình sẽ bằng là A cộng B cộng 2 căn AB.
Ok chưa nhỉ? Vậy là sẽ bằng gì? A là bao nhiêu? 3 cộng x này, cộng với cả 6 trừ x này, cộng 2 căn, à mình vừa kiểm tra rồi. 3 cộng x nhân với cả 6 trừ x. Rút còn lại, tương đương ngay T bình sẽ bằng gì nhỉ? T bình sẽ bằng là gì? 9 trừ đi 2 lần căn của trừ x bình cộng 3x cộng 18. À vậy mình rút cái căn này ra, rút căn này theo T, vậy suy ra ngay mình có ngay là gì? Căn của trừ x bình cộng 3x cộng 18 sẽ bằng gì theo T nhỉ? Nào, theo Đỗ Linh nhỉ, bằng cái gì theo T? Dạ. Bằng gì? Này sẽ bằng Ủa, giờ hỏi rút theo T thì mà nó ngác ngơ thế này. Đúng rồi đấy, mày đang nằm ngủ thật rồi. dậy rồi. Nhìn tao bảo mẹ mày đấy. Học cho hẳn hoi mà. Bằng gì theo T? T bình bằng 9 trừ 2, cái này hai căn thì căn bằng gì theo T nhỉ? Rút mỗi cái ý thôi mà vất vả thế. Khó hiểu mức ý à. Hà Linh. Vâng. Khó hiểu thế em không biết rút theo T à? T bình bằng 9 trừ 2 căn, vậy căn cái này bằng gì theo T? Cái này có phải khó hiểu cái gì đâu, học suốt rồi. Mày học chuẩn hoi không phải nghỉ nhá. Và vẫn học hành. Rút theo T đi, viết ra. Không phải ngồi nhẩm nhẩm cái gì cả. Ngu mà lười. Hỏi các bạn cũng thao tác cùng nó đi cho quen tay đi, đừng đợi thầy chữa xong chép luôn. T bình trừ 9 chia cho trừ 2 ạ. T bình trừ 9 trừ 2 mỗi thế thôi, có gì đâu mà không làm được. Vậy đảo lại thế là gì? 9 trừ T bình chia cho 2. Học mà tranh mày hiểu chưa đây? Nhiều rồi ạ. Học tròn hoi vào, ngồi dậy học đi. Không phải nằm học đâu. Và vẫn là giành con. Các bạn chú ý nha, vậy bây giờ mình sẽ có như sau này. Phần hơi khó một chút nên sẽ kỹ. Chỗ nào có tổng hai căn đúng không? Mình thay bằng T. Chỗ nào có cái cụm này, cụm căn của trừ x bình cộng 3x cộng 18 mình thay bằng gì? T bình trừ 9 trên 2. Các bạn ok chưa? Vậy cái phương trình nó sẽ trở thành gì nhỉ? Nào. Theo khoa Nam là phương trình trở thành gì? Đây là T bằng 3 cộng 9 trừ T bình phần 2. Đúng rồi, ok. Tốt. Từ nay mình rút gọn lại thôi. Phương trình toàn theo T chưa? Ngon chưa? Tức là 2T này viết rất chậm này. Quy đồng 2 lên sẽ bằng 6 cộng 9 trừ T bình. Vậy tương đương ngay là gì? T bình trừ 2T cộng 15 bằng 0. Sorry, T bình cộng 2T trừ 15 bằng 0. Chuyển sang về trái cho thầy đi. Bấm máy tính giúp thầy T bao nhiêu? Nào, ca siêu giúp thầy là một đứa T bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 3 và trừ 5. Rồi. Có loại cái nào không? Nhìn điều kiện loại cái nào nhỉ mấy đứa? Loại trừ 5. Ok, cái này loại, cái này thỏa mãn đúng không? Bây giờ mình trả lại tên cho nó thôi. Đến đây T bằng 3 rồi. Trả lại cho nó. T bằng gì? Bây giờ trả lại tên thôi.
T mình sẽ bằng căn của 3 cộng x đúng không? Cộng căn của 6 trừ x bằng 3. Tôi đang nghe là gì? À, phương trình này cơ bản chưa? Giống ví dụ 2 trước chưa? À? Đúng là ví dụ 2 đấy. Xuất hiện hai căn đúng không? Bình phương lên tức là 3 cộng x cộng căn của 6 trừ x căn lên tất cả bình bằng 3 bình. Đấy. Phương trình này cơ bản rồi nhá, thầy không dạy chậm nữa. Tức là 9 này trừ đi hai căn này, nó chính là t bình đấy, cái này chính là t bình đấy. Trừ đi là trừ x bình cộng 3x cộng 18 bằng 9 đúng không? Tức là mình sẽ có nghe là căn của trừ x bình cộng 3x cộng 18 bằng 0. Tức là trừ x bình cộng 3x cộng 18 bằng 0. Tức là x bằng bao nhiêu? X bằng trừ 3 hoặc là x bằng 6. Cái này thỏa mãn hết. Rồi, giữ lại 1 phút các bạn xem lại. Bước nào chưa hiểu thì mở mic lên hỏi. Ngồi học cho nghiêm túc và... Không phải các bạn cứ nằm trên giường các bạn học đâu. Nhưng con Linh ở đấy chắc chắn là nằm trên giường học để nghe cái giọng, hai giọng khác nhau hoàn toàn. Ý thức quá tồi. Phần căn này khá là khó đấy, là ngồi học hết sức tập trung nhé, không phải vừa học vừa chơi game không hiểu được gì đâu. Tập trung hết sức vào. Ok chưa? Đây anh em hiểu không? Cái chỗ mà Ừ. t bình bằng 9 trừ 2 ạ, em vẫn chưa hiểu lắm ạ. Thế từ cái Bên bước trước bên chuyển sang bước ra t t bình chỗ này hiểu chưa đã, rồi mày hiểu chưa, chỗ này hiểu chưa, được ạ, chỗ t này bình hiểu rồi. chứ, Vâng, em hiểu. mày rút gọn thôi, x trừ x là hết, 3 cộng 6 là 9. Vâng ạ. À đây là cộng hay trừ hai căn nhỉ? Rồi chỗ này thì rút nhầm này, chỗ này phải là cộng hai căn này, cộng hai căn t này. Thế bạn sẽ bị nhầm một chút rồi, nào cộng 2 căn t cùng sửa nhé. Vậy t sẽ bằng bao nhiêu? Căn sẽ bằng là t bình trừ 9 chia 2 này. Đấy. Đây là trừ 9 chia 2 này. Rồi. Thế đây sửa một chút thôi. Đây là trừ 9 cộng t bình này. Đây sẽ là t bình trừ 2t. Các bạn sửa cho này một chút. Thế mà vẫn ra nhìn đẹp được. Bút lớn đấy này. Căn sẽ là trừ trừ 3 đúng không? Căn sẽ giúp thầy phát cho t bằng nhiêu? T vẫn bằng 3 và t bằng trừ 1. Ok, vẫn may mắn vẫn thế. Nhiệm may mắn vẫn là nhiệm nhiệm là 3 thôi. Đó. Tức là nhớ dấu hiệu bài này nhá, nhớ cái dấu hiệu này là có căn A, có căn B nhưng mà lại phải có tích của căn A vào B, kiểm tra bước kiểm tra rất quan trọng người đấy nha. Một bài tương tự cho các bạn làm cho canh tay, một bài tương tự thôi. Mình sẽ nâng dần độ khó lên một chút. Bài này tương tự không phải là cái ra nghe hiểu không? Em có. Rồi. Bài này nó còn thô bạo hơn là chả phải kiểm tra gì. Nó cho luôn căn A, căn B và tích hai căn luôn, rất kiểm tra. Rất là hào phóng rồi. Làm đi. Cho thấy x là bao nhiêu? Thì cho 3 phút giải. Các bạn chat này t bằng bao nhiêu thì đã giải cho thầy t bằng bao nhiêu, chat lên nhé, 3 phút t trước x sao.
Không, đặt t bằng bao nhiêu Vân ạ? Ý thầy là giải ra t bằng bao nhiêu? Khi đặt t thì ok rồi. Giải cụ thể t bằng bao nhiêu ấy? Nhận t là bao nhiêu? Các bạn phải nhìn xem là dấu hiệu bài này đúng là dấu hiệu mình đang học hay không. Đấy. Là qua ra T chưa? Đạt nè, triển khai với thầy nè. Đặt T gì nhỉ em nhỉ? Điều kiện chưa đã? Điều kiện là x cộng 1 lớn hơn bằng 0. 8 chữ x. À, 8 chữ x lớn hơn bằng 0. Cứ nói đi, cứ nói liên tục đi. X lớn hơn hoặc bằng trừ 1 là nhỏ hơn hoặc bằng 8 ạ. Rồi, vậy cái x thuộc cái gì? X thuộc từ trừ 1 đến 8. Cái tên gì nhỉ em nhỉ? À, bằng căn của x cộng 1 cộng với căn 8 chứ chứ. Rồi, nếu là t là bằng không. Vậy mình tương đương ngay t bình là gì? Bình phương hai về luôn đi, nhầm được không? Rồi x cộng 1 này cộng với cả 8 chữ x này cộng 2 lần căn của x cộng 1 nhân với cả 8 chữ x. Các bạn bằng gì nhỉ em nhỉ? Các bạn bằng gì hả cô? Ủa là ngồi không làm à? Bước này thì nghĩ phải làm xong lâu rồi nhỉ? Lâu là hai hoặc cái cộng với nhau bằng bao nhiêu hả em? À, 9. Đấy, cái điều giúp bằng cái gì đâu. Cộng hai căn đây là có sự diện tích rồi. Cảm giác này mình cứ lên với người chơi với nhau. Vậy vậy hai căn căn sẽ bằng gì? Vậy căn sẽ bằng gì nhỉ? Căn của tích sẽ bằng gì? Bằng gì? T bình trừ 9 chia 2. Vậy khi đó phương trình sẽ là gì? Đó, phương trình là gì? Phương trình là t. Trời ơi, nào cũng kiểu nào cũng chú ý một cái gì ạ. Chỗ nào có tổng hai căn mình thay bằng gì? Có tổng hai căn mình thay bằng t. Em hiểu không? Nghe thật kỹ Có vào. Có xong rồi làm bài chả làm được một cái gì thì có làm cái gì? Chỗ nào có tổng hai căn là bằng t. Chỗ nào có tích hai căn mình thay bằng gì hả em? tích thì thay bằng t bình trừ 9 trên 2. Em hiểu chưa? Vậy em thay vào cho thầy đi. Nó ra cái gì? Bằng 9. Trời ơi, chín cái gì vậy? Phương trình nó là cái này. Bây giờ em thay vào thôi. Thay số vào thôi. Ủa, bức thay khó hiểu thế hả? Em có hiểu không đây? Chỗ nào có tổng hai căn này, mình thay bằng T này. Nhìn thật kỹ. Chỗ nào có tích mình thay bằng gì?
Cái bình trừ 9 trên 2. Vậy em thay vào phương trình đi, phương trình của mình đây. Thay vào vậy là nó có dạng là gì? Ủa? 9 cộng T bình trừ 9. Trời ơi, 9 cái gì? Cái số đầu tiên là số gì? 51. 51 cộng với gì? 6 nhân với gì? À, 6 nhân với T bình trừ 9 chia 2. Mày hiểu chưa đây? Ôi, cái mà sao mà vất vả thế nhở? Làm cho đến mồm rồi. Nhân với gì? Bằng mấy, bằng bao nhiêu? 17 nhân với 17 nhân với 9. Trời ơi, 9 cái gì? Chắc mình khó hiểu mức ý à? Mày là T bằng gì đây hả em? À, 17T ạ. Thế mày từ bấy đến trước bài trên mày có hiểu không? Mày hiểu phương pháp này là gì không? Đặt T bằng tổng hiệu hai căn thì mục tiêu là đưa phương trình này toàn về ẩn T thôi. Thế mày ngồi như ngồi nghe những mấy thằng ngó ngơ ấy nhỉ? Đùa, từ buổi sáng giờ mấy đứa này học hành, biết là mùa đông ham ngủ rồi nhưng mà dậy sớm một tí mà học cho nghiêm túc vào. 6 chia 2 là mấy? 3. Nhân mấy gì? À, T bình trừ 9 ạ. Bằng bao nhiêu? 17 T. Rút gọn được không? Dạ có ạ. Thế cho em tí. Mày đúng nhật cho thời gian làm. Mày Linh giống hết nhau, không ngồi làm một cái gì. Chỉ trực ngồi chơi. Để cho bạn thời gian ngồi nghĩ thì phải ngồi làm viết ra. Phải ngồi chơi xong rồi lúc nào thầy chữa là mình chép vào. Mày hiểu một cái gì? Mày học thì phí tiền à? À, bằng là 3T bình trừ 17T cộng 24. Trừ 17T. Gì nữa? Cộng 24. Có giải đấy T không? À, T bằng 3 với là T bằng 8 phần 3. T bằng 8 phần 3 là chả phải loại, không loại cái gì cả. Bây giờ hơi bàn hơi dài đấy. Với T bằng 8 thì tương đương cái gì? Đây là nhiệm mình ẩn là ẩn x, ẩn ban đầu ẩn x nhá, đây chỉ ẩn t thôi thì phải trả t cho x cho nó. Tương gì hả em? Với t bằng 3 hay là 8 ạ? Và t bằng 3, sorry, t bằng 3 thì tương gì? Với t bằng 3 thì cái căn của x cộng 1 cộng với là căn của 8 chữ x bằng 3. Bạn có nhớ phương trình này chưa học không? Có ấn tượng gì không? Phải là giải phương trình này không? Ừ. Có. Nó giải cái gì? Có bình phương hay vế ạ? Bình phương lên. Bằng 9 tương đương gì? À, x cộng 1 cộng với 8 chữ x cộng với 2 căn của x cộng 1 nhân với 8 chữ x bằng 9 ạ. Tương đương ngay. Giữ gọn cho thầy. Chín cộng, nó chính là cái T bình em với phương ở trên đấy. Mình để như thế một chút vào cho nhanh. Chính là cái T bình của mình nè. Nhân với cả x cộng 1 nhân với cả 8 chữ x bằng 9. Tức là mình có căn bằng bao nhiêu? Căn của x cộng 1 nhân 8 chữ x bằng 0. Thế mình giao x bằng bao nhiêu luôn đi? X bằng trừ 1 và x bằng 8. Thỏa mãn không? Có. Rồi, thế này thỏa mãn.
Cái thứ hai, t bằng 8 phần 3. Tôi nghe t bình bao nhiêu? T bình của mình sẽ là 64 phần 9. T bình là chính là cái trên mình vừa làm rồi đấy. Tức là 9 cộng với cả 2 căn. Tức là 8 chữ x bằng 64 phần 9. Tức là căn bao nhiêu? Bao nhiêu? Bằng trừ 17 phần 8 à, phần 18 18 lấy hết loại có thỏa mãn không? không ạ. Vì sao Vì căn nó không âm được. không? Ừ, mày hiểu chưa? Ạ. Hiểu bài này chưa? Đúng thì bây giờ đây có toàn người chơi không? Hả? Từ đầu giờ toàn người chơi đúng không? Là không, em có biết bài rồi đây. Biết bài như này có người nghĩ không đấy? Hay chỉ đợi trực chat thôi? Ngồi học không chịu suy nghĩ gì, chỉ là trực chép thôi thì mày hiểu làm sao dậy thì dậy chậm rồi. Học cho nghiêm túc vào. Wow. Cứ hỏi hiểu không có ạ, hỏi có cho nó xong câu hỏi. Trong đầu mình chả hiểu cái mẹ gì. Các bạn ngồi phải tự tay mình viết ra thì mới làm nhanh được. Chứ đợi cứ đợi thầy chữa rồi chép, đợi chữa rồi chép thì mình ngồi học làm cái gì. Ngồi không có một cái chứng kiến riêng là của mình kìa. Quen dấu hiệu này chưa? Dấu hiệu bài này nên nhắc lại dấu hiệu này. Có căn A, có căn B, có tích của hai căn. Đấy thì mục tiêu mình chính là T bằng tổng hai căn đấy hoặc là hiệu hai căn. Và bước thứ hai mình là gì? Rút. Rút cái tích của hai căn theo theo T, nhớ thầy nhé. Còn ghi trên chỗ này thì thầy nó suy ra này là rút. Rút yeah. Rút cái căn của A nhân B theo T kiểu như vậy tùy vào bài toán. Ok chưa? Rất là dễ thôi, về các bạn phải chịu khó xem lại bài giúp thầy. Được chưa nhỉ? Rồi. Là một bài tương tự nữa là cho quen tay cho ba bài dễ chứ đi. Những bài khó các bạn quen bài dễ mới làm được. Chắc bài dễ là bài khó sao? Ví dụ 8 này. Thầy cho 2 phút chuẩn bị và tìm ra thầy T bao nhiêu nha. 2 đến 3 phút. Phải ngồi viết ra đấy, không phải ngồi chơi đâu.
Dạ, có tê chưa? Vậy tê phải xấu đúng không? Nào cùng triển khai nha. Đỗ Linh là tên bằng gì? Điều kiện cho đã. Đỗ Dạ, điều Linh. kiện là 2 trừ x lớn hơn được bằng 0, 2 cộng x lớn hơn được bằng 0 ạ. Cứ đọc đi. Nhỏ hơn hoặc bằng 2, x lớn hơn hoặc bằng 2 ạ. X nhỏ bằng 2, được bằng 2, giải. X thuộc Nhìn lại, giải lại đi, x nhỏ bằng 2 cái dưới x thế nào? lớn hơn bằng trừ 2 ạ. X thuộc Đặt phần tên từ trừ gì? 2 đến đặt t bằng căn của 2 trừ x cộng 2 cộng x ạ. Kiểm tra chưa? Dạ. À, kiểm tra chưa đúng dạng của mình đang học không? Kiểm tra xem là Có tích hai này đúng bằng ngay bên trong không? Nào, bình phương lên đi, tê bình bằng gì? Rút gọn luôn. T bình bằng 2 căn 2 trừ x nhân 2 cộng x ạ. Cái gì đấy? Tê bình bằng gì? 2 căn 2 trừ x nhân 2 cộng x ạ. Hai căn của hai chữ x này á. Nhân là gì? Nhân căn của hai cộng x. Không ạ. 2 căn 2 trừ x nhân với 2 cộng x ý à. Ừ, nó vẫn là cái này thôi. Mua thế thôi hả? Vâng. Tại vì muốn là thế này thôi á. Vâng. Nó dụng siêu thế. Trời ơi. À, 4 cộng ạ. Cho mình đi học phí tiền. Mày rút cái gì ra? Bằng gì? Bằng t bình trừ 4 chia 2 ạ. Bước này có gì đâu mà tôi không hiểu, nhưng mà con này của nó cũng đơn lẹo nó quen thì phương trình nó là cái gì? Chừng nào 7 cộng Nào, nói đi. 7 cộng 2 nhân 2 nhân gì? t bình trừ 4 trên 2 ạ. Bằng gì? Bằng 5 nhân t Tương bằng gì? 5t ạ. Cứ gọn đi. 2 chia 2 là mấy? Mày cho ngồi làm từ bến giờ không xong mấy đứa này. Tê bao nhiêu? Rồi mình tính lâu thế. Mày đang ngồi bàn học không đấy? Mày Có ạ. có máy tính ở đấy không? Đây ạ.
Bấm lâu thế. Ủa sao con này bấm cái gì hơn phút thì không xong cái này. Mày bấm mỗi cái tính bao lâu thế nhở? Nhưng mà nó ra số xấu ạ. Đọc lên. T bằng 1 phần 2 nhân trừ căn 13 cộng 5 á. Đọc cái số gì đây? Bấm mỗi cái phương trình này không xong, đùa sao hiểu. Một đứa khác bấm nó xem nào. Con này ngu kinh khủng ấy. Mỗi bấm cái máy tính T không bằng xong. 3 căn 2 và T ra 1 ạ. T bao nhiêu cơ? 3 căn 2 ạ. Lại 3 căn 2 là nhỉ? 3 phần 2 ạ. Phải 3 phần 2. T bằng T 3 ra phần 5 cộng căn 13 trên 2. Là T bằng 5 trừ căn 13 trên 2. rồi, cái này nghiệm khá xấu đúng không? Xấp xỉ thì các bạn nhá, giải nghiệm thôi. Đây làm tiếp không? Đấy là tương đương này gì nhỉ? Tương đương này là căn của gì đây? 2 trừ x cộng căn của 2 cộng x. 5 cộng căn 13 trên 2. Được chưa? Hoặc là gì nhỉ? Căn của 2 trừ x cộng căn của 2 cộng x. Thế các bạn về giải thử xấp xỉ là bao nhiêu cho số đó to đi, cộng cứ xấp xỉ đi thì các bạn giải về là vô vô nghiệm hết, tất cả phương trình vô nghiệm hết. Mỗi bấm máy tính thôi mà cứ dài dài dề không xong. Học hành xác định học với nhau thì học cho nghiêm túc nha, còn không học thì cứ phép nghỉ, cứ nghỉ thôi, không ai bắt học cả. Thì nói từ đầu năm rồi, còn đã xác định ngồi học thì học cho nghiêm túc vào. Mày có mỗi thao tác bấm máy thôi mà cứ AI xong, sợ thật. Ngồi học không nghiêm túc một tí nào cả. Linh mà thái độ lần sau học như thế nhá thì cứ nghỉ nha Linh nhá. Bảo mẹ mày thế. Không bắt mày học cả. Chúng ta dạy mày xong tặng mày thích được người. Không giảng thì bảo là thầy thế thế kia, mà giảng cho thì bực mình. Có nghe đâu mà giảng. Các bạn quen dấu hiệu bài này chưa? Bài này dấu hiệu rất đơn giản thôi, là tức là có tổng, có xuất hiện hai căn này và tích của hai căn đấy thì là T bằng tổng hoặc tích. Thì những bài sau sẽ nâng cao một chút nha, nâng cao một tí. Một tí thôi. Ví dụ 9 này. Ví dụ 9. Giải phương trình căn cộng căn bằng 3x cộng 2 căn cái này trừ 16. Rồi. Các bạn nhìn xem bài này có gì khác lạ với bài trước không? Có ai nhìn ra dấu hiệu khác bài trước không? À, có ai biết? Câu này khác có chữ chỗ nào không nhỉ? Giữa hai câu thấy khác nhau gì không?
Bài này là vẫn có hai căn đúng không? Các bạn nhìn vẫn là hai căn. Đấy. Đây vẫn là A, đây vẫn là B. Kiểm tra cái này cho thầy, kiểm tra cái này xem đúng là tích của anh B không, thì cái này nó chính là tích của anh B. Nhưng mà khác là ở chỗ là phần này nó cụm dư ở ngoài này, ẩn dư ở ngoài. Bình thường cái cụm ẩn của mình ý, nó chỉ là hằng số thôi. Này, các bài trước của thầy cho này, ba bài thầy cho này thì chỉ xuất hiện tổng căn và tích của hai căn thôi, không còn ẩn nó dư ở ngoài nữa, đúng không? Nhưng bài này khác là ở chỗ là còn dư ở ngoài thì bài này sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên mình cứ phải thử thôi. Khi mà cứ có hai căn nhá và có tích của hai căn thì mình cứ thử đặt T bằng tổng hai căn đã. Thì tính sau. Gặp cái bài kiểu này thì có bài mình giải được, có bài mình không giải được. Bài là may mắn thì nó cho đúng cái dạng mình đang học. Bài nào mà không may mắn ấy thì sẽ là dạng khác, nó sẽ khó hơn nhiều. Thì cứ lúc đấy tính sau, hiểu vấn đề không nhỉ? Bài này nhá thì mình cứ đặt thử T bằng gì thôi. Đầu tiên điều kiện đã. Cứ phải điều kiện là hãy cộng 3 lớn bằng 0 này, cộng 1 lớn bằng 0 này, tức là mình sẽ có ngay là x lớn bao nhiêu thôi, lớn bằng trừ 1 này. Được chưa? Vậy là t bằng gì đây? Căn của 2x cộng 3, căn của x cộng 1. Tôi đang nghe là gì? T bình sẽ bằng gì mấy đứa nhỉ? T bình sẽ bằng là căn của 2x cộng 3 cộng căn của x cộng 1 tất cả bình, đúng không? Bây giờ mình bình phương thử nhé. Tương ngay T bình này sẽ bằng là 2x cộng 3 này cộng với cả x cộng 1 này cộng 2 lần căn của gì đây? 2x cộng 3 này nhân với cả x cộng 1. Nào thì cho các bạn theo dõi nha, tôi nghe đã rồi chép sao. Sẽ bằng là gì? 3x cộng 2 cộng 2 căn của x bình. Nhân phá đi, nhân phá ra luôn nhé. Nó sẽ là 2x bình 5x cộng 3. Nào đố các bạn biết bà rèm sẽ rút cái gì theo t. Đố các bạn biết rút cái gì theo t. Nào ai biết không? Rút cái gì theo t? Thầy ơi, cái chỗ T bình thứ hai ạ thì là phải là 2x cộng 3 chứ không phải là 2x cộng 1 ạ. À ok, thì sao cho anh nhầm. Ừ. Là cộng 3 đúng không? Đây là cộng 4. Nào theo mấy đứa thì chỗ này rút cái gì theo t nhỉ? Đúng, đúng nhỉ? Dạ. Rút cái gì theo t hả mấy đứa? Nhân căn của 2 căn bằng 5x cộng 3. Nói lại cho thầy chưa nghe rõ, nó hơi bé. Rút 2 nhân với căn của 2x bình cộng 5x cộng 3 cho t. Ừ, theo t nhưng mà vẫn còn t cả x ạ. Thì vậy mình khôn khéo một chút đi, mình sẽ đây này, ở vế này của em xuất hiện là 3x cộng với hai căn đúng không, thì bây giờ mình sẽ rút là 3x cộng hai căn đi, em hiểu không? Đấy thì tức là mình chưa nghe là gì, chưa nghe là 3x cộng với hai căn. Vì sao lại rút cái đấy? Vì đề bài mình có 3x cộng hai căn mà, cộng hai căn của x bình cộng 3 5x cộng 3 bằng gì nhỉ? Bằng t bình trừ 4. Ok, vậy khi đó phương trình nó sẽ là gì? Nào, phương trình khi đó sẽ là gì? Theo Giang là Giang thay cho thầy phương trình là gì? Bước này khá dễ thôi. Em ạ, Ừ. phương trình là căn của 2x bình cộng 5x cộng 3 bằng với t bình trừ 4 trừ 3x chia 2 ạ. Trời ơi, rút cho bạch sẵn cái này rồi mà. Rút sẵn là 3x cộng 2 cái này bằng t bình trừ 4 thôi. Vậy nên mình thay vào phương trình cho thầy đi. Phương trình ban đầu ấy. Nó ra cái gì? Ủa, thay vào thôi. Nó sẽ là gì nhỉ? Này, trời ơi. Căn A cộng căn B nó là gì hả em? Nó chính là T này
đúng không? Bằng gì? 3x cộng 2 căn nó là gì? Nó là t bình trừ 4 này. Nó là 3x cộng 2 căn này đúng chưa? Trừ đi bao nhiêu ở Giang? Nghe hiểu không đấy? Có. Lại có xong rồi cho là sẽ làm được. Giải tê đi ra, tê bao nhiêu? Thôi em không có máy tính ở đây thì hỏi bạn khác đi rồi. Trời ơi, mày học mày không có máy tính ngồi cạnh á. Cho mượn rồi. Rồi. Ngồi như bị nghe sấm à. Nào, đến đây thì dễ chưa? T bằng căn 5 tức là mình sẽ có nhỉ? Căn của 2 cộng 3. Học hành trắng nghiêm túc cái gì vậy? Tương đương gì đây? Bình phương lên. T bình đấy, bình phương lên đúng không? Tức là căn của gì nhỉ? Căn của 2 cộng 3 này. Căn của x cộng 1 bằng 25, tương đương gì đây nhỉ? Tương đương là 3x cộng 4. Cái này chính là t bình của mình lại đúng không? Cộng 12 căn của gì? 2x bình cộng 5x cộng 3 bằng 25. Tương đương ngay. Nào. Hai căn của gì đây? Bằng 21 trừ 3x. Rồi, phương trình này giải của gì? Phương trình này quá cơ bản rồi nhận đi thi gặp phương trình này mà bỏ nó thì cũng chịu rồi. Nào. Lê Anh nào, phương trình này giải của gì? Bình phương cái với à không ạ. Trời ơi. Phương trình dạng căn A bằng B rồi em. Tương đương gì? Trầm cảm giống mày quá đùa. Các em còn nhớ căn A bằng B giải cái gì không hả em? Tương hệ là gì nhỉ? Lê Anh nhỉ? Hả? Quên rồi Lâu rồi thì nhắc lại em cũng nhớ à. à đây thấy không ạ, b lớn bằng không và a bằng b bình ạ. Trời ơi, mày học hành cái này mày có thể phí tiền không hả đấy anh? Mày bảo thật mày học cái này mày có thể phí tiền không? B là a Bình phương bằng hai b. vế. Bước này tức là bình phương hai vế đấy. Bước này mình hiểu là không phải lúc nào a bằng b đâu, mình hiểu là bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế tức là gì? Nhân căn x bình cộng Cái gì cơ, nói lại 5x xem nào, nói lại. 2 nhân Bình phương lên 4 ạ. nhân cái gì? 4 nhân với ở bên trong là 4x bình. Bốn cái đầu mày. Hai căn bình phương lên là bao nhiêu hả em? Hai căn A bình phương là mấy mấy A hả em? Bốn ạ. 4 nhân A còn cái gì nữa? Thì bây giờ A là cái gì? A là bên trong căn này này. Trời ơi. Bằng 21 thứ bảy Bây giờ tất hỏi cả được bình ạ. này thôi mà nó ngang ngừ. Khó hiểu kinh khủng ấy. Chờ mà rút gọn nó để sáng mai mất. Luyện tập nhiều vào thì mới làm nhanh được, không phải cứ ngồi chơi đâu. Chứ mày muốn điểm cao mà không không học thì điểm cao là đâu, đi đâu ra mà điểm cao được. Trực chép bài à? Điểm cao mà lười mà chúa dạy cho chúng mày.
Nhắc nhở mãi rồi. 21 bình trừ đi 12 là bao nhiêu? Có máy tính ở đấy không? 429. Bao nhiêu cơ? 429 á? Đúng ạ. Bấm thêm máy tính như thế này đẹp không? Bằng x1 bằng 143 và x2 bằng 3. Em có loại cái nào không? Không quá đó. Sao bán hết hả? Trời ơi, mày trả lời cho có cái gì ạ? Em nhìn điều kiện là gì không hả em? Điều kiện này là một cái điều kiện này. Điều kiện là cái này là cái hai này. Thì trong hai cái này em loại cái nào? Trong hai cái này là không loại. Hả? Em loại cái nào không? Loại 3. Lại loại 3, trời ơi. Mày cứ bình tĩnh mày trả lời thôi. Chả làm gì mày cả, mày cứ cuống lên cái gì. Loại 3 hả? Điều kiện là x nhỏ bằng 7, cái số nào nhỏ bằng 7? 143. Hiểu chưa? Cái 3 nhỏ bằng 7 chưa? Không ạ. Mà cái 3 có lớn hơn trừ 1 không? 3 phải 2 vòng nhá. 3 có lớn hơn trừ 1 vậy chốt lại x bằng mấy thôi? 3. Chúng mày học như mấy đứa ngáo ngơ ấy nhỉ? Đùa người học từ bến giờ mà nói như kiểu là không hiểu một cái gì ấy. Mày có từ bến giờ hiểu gì không đây hả Lê Anh? Mày từ bến giờ mày có hiểu gì không đấy? Có. Có thật sự có đùa đấy. Có thật ạ. Ngồi như mình ngáo ngờ ấy. Anh Ngọc ok chứ? Vâng ạ. Đấy, gặp bài này thì cứ khai triển như vậy thôi, không có gì mới mẻ cả, được chưa nhỉ? Không quá khó khăn, quen dạng ý chưa? Tức là có tổng hai căn và bên trong là có xuất hiện tích của hai căn, đấy là bài toán mình gặp nha, cẩn thận. Nào, thế bài này thì sao? Khó một chút nữa, suy nghĩ, các bạn phải nháp và suy nghĩ thì mới hiểu được. Nếu phải suy nghĩ cả nháp. Nào, suy nghĩ một chút. Đặt tê khéo léo một tí nha, để cho 2 phút suy nghĩ ý tưởng không? Ai có triển khai bên này?
Có ý tưởng chưa? T bằng gì nhỉ? Nào theo Vân nào, Vân là T bằng gì? Em chưa có nghĩ ra nhưng mà em nghĩ là sẽ chuyển 4 nhân với căn 4 trừ x bình sang bên tay phải. Mình có nhìn dấu hiệu bài này đấy. Đấy có căn A. Có căn B chưa? Bên trong đúng là tích của A nhân B rồi đúng không? Có cái đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên cho khéo léo một tí. Thanh Ngọc có ý tưởng đặt tên là gì chưa? Đặt tên là căn 2 cộng x 700 2 nhân 2 trừ đi 2 nhân với căn của 2 chữ x. Tốt. Đúng rồi. Tốt đấy. Điều kiện là gì nhỉ? 2 cộng x nhớ bằng 0 này. Đúng không? 0 tức x nào đây. Ở đây nhé thì mình có A, có B rồi, có A nhân B rồi. Cái dư ở ngoài tính sau như vậy trước thôi. Thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau này. Cái phương trình tương đương nhé, thì cái nhóm 3 ra ngoài đi. Cho đỡ ngứa mắt đúng không nhỉ? Cho còn là 2 cộng x không? Đó. Trừ đi 2, à căn của 2 cộng x này, trừ đi 2 căn của 2 chữ x. 4 là căn của 4 chữ x bình. Bằng 10 chữ 3 x. Đấy thì nếu mà đặt t phương pháp mình sẽ đặt t bằng tổng hiệu hai căn đúng không? Thì bây giờ mình đặt t bằng gì thôi? Căn của 2 cộng x đúng không nhỉ? Trừ 2 căn của 2 chữ x. Đó. Các bạn thấy xong chưa? Rồi. Vậy khi đó cái này t mình không biết điều kiện là gì đâu. Vậy suy ra cái t bình thế là gì? Là t bình thế là gì nhỉ? Nó sẽ là 2 cộng x này. Đúng không? Cộng với cả 4 lần nhân với cả 2 chữ x này. Đó. Và trừ đi 4 lần căn của 4 chữ x bình nhân lại với nhau. Bây giờ mình sẽ rút cái gì theo t nhỉ? Theo các bạn. Biến đổi này sẽ là 10 trừ 3 x trừ đi 4 căn của gì đây? 4 chữ x bình. Đây rút gì theo t? Cha mình phải rút gì theo t cho dễ nhìn đi. Dư tính sau. Cho Hiền nào, Hiền chọn giúp gì theo T? Hiền chọn giúp gì theo T để Hiền nhỉ? T bình bằng 10 trừ 3x trừ đi 4. Ủa, alo Hiền có đây không? Mẹ yêu rồi. Theo Khoa Nam nè. Alo. Nam có đây không? Ủa. Ừ. Rút theo T là Nam nhỉ? Em thấy là rút trừ 3 x trừ 4 nhân 4 trừ x bình ra theo T. Ừ, ok, cũng được. Nhưng mà ở đây mình đã có căn thôi. Mình cứ bình thường rút trừ, rút 4 căn đi nhé. 4 căn của cái này sẽ bằng bao nhiêu T hả em? Sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là 10 trừ đi 3 x chuyển vế, chuyển sang bên vế này, chuyển t bình sang là trừ t bình. Em hiểu không? Rồi bây giờ nó tiếp tục Nam đi. Vậy phương trình thế là gì? Theo em phương trình là gì? Thì phương trình sẽ là t không phải t, nhìn kỹ. 3 t cộng với gì? Cộng với cả 4 nhân với cả 4 căn đấy, 4 căn tích đây bằng gì đó?
10 trừ 3x trừ t bình. Ừ. Bằng gì? 10 trừ 3x. À, em giúp gọn ngon không? Giúp gọn chưa? Triệt tiêu hết cái 10 trừ x chưa? Vậy sẽ còn gì nhỉ? Trừ t bình cộng 3t bằng 0, tức là t bằng nhiêu? T bằng 0 hoặc là t bằng 3. Bây giờ giải nhé, giải cái này này. Nó đang cùng giải vấn đề luôn. T bằng 0 tương đương gì nhỉ? Em thấy t bằng 0 tương đương là 2 căn 2 cộng căn 2 cộng x trừ 2 nhân 2 trừ x bằng 0. Giải cái này không? Có. Làm như thế làm cái gì nhỉ? Giải cái gì? Em thấy là sẽ là bằng 2 cộng 2 cộng x nhân với cả 4 nhân cái gì? Chuyển vế thôi. Nhân với cả 2 nhân 2 trừ x. Đến đây thì bình bình phương 2 vế lên đúng không? Tức là 2 cộng x sẽ bằng gì? 2 cộng x bằng 4 nhân với cả 2 trừ x. Thì nó x không? Có. Thì gì nó x không anh nhỉ? Năm x bằng thay giải từ 2 cộng x bằng 8 trừ 4 x. Em cứ giải đi, em thấy em nhát mà. Thấy kết quả của em không? Em cứ nhát ở ngoài đi. Phải cho em nhát không? X bằng 6 phần 5. Ừ. Rồi, chưa xong đâu. Còn ngày nữa nè, tiếp tục. Em thấy t bằng 3 tương đương là 2 căn 2 cộng x 2 cộng căn x trừ 2 nhân 2 trừ x 2 nhân căn trừ 2 trừ x bằng 3 tương đương là 2 căn của 2 cộng x trừ 2 nhân cái này là bằng luôn là cứ nói đi bằng là 3 cộng 2 nhân 2 căn của 2 trừ. Đây thì mình làm trò gì nhỉ? Bình phương này vừa này là 3 cộng với cả 2 căn x bình. Đúng không? Và bây giờ phát triển cho thầy 2 cộng x để nguyên này. 2 cộng x bằng 9. Rồi cộng cộng với cả 4 cái đầu mày bằng bao nhiêu? 22. Đúng rồi, 12 căn của 2 căn của 2 cộng 2 trừ x cộng với cả 4 nhân 2 trừ x. Rồi đấy, ngon chưa? Chuyển về đi. Tức là 12 căn đi của 2 trừ x sẽ bằng gì? Chuyển tất cả cái x sang về trái không? Em có thể bằng với cả 5x trừ đi 15, hiểu không? Chuyển sang giúp luôn, chia cho mấy đi, chia cho 3 đi, tức là 4 nhân căn của 2 trừ x nó sẽ bằng là 5/3. Thôi không chia gì cả, không chia gì đi, chia được 16 bình phương hai bên này tương đương gì? 5 trừ lớn bằng 0 này. Đúng chứ 15 không nhỉ? Có. Cái này đây là bình phương 2 vế luôn là 144 bên cả 2 chữ x. Tất cả bình, đúng không? X lớn hơn 1/3. Đây sẽ là 25x bình này. 150 trừ 150 1/4 nó sẽ là trừ đi 6x này, để nhận luôn cho 15 bình trừ đi 288 là bao nhiêu em? Bấm lên thầy phát. 15 bình trừ 288 là bao nhiêu? Đây là trừ 63. Trừ bao nhiêu cơ? Trừ 63.
Bấm thì máy tính nghe nhiệm này đẹp không? Nhiệm khác 6. Ra là 3 cộng 12 căn 11 phần Xấp xỉ 25. bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ 1,7 ạ. Cái dưới. Cái dưới cái dưới là xấp xỉ chỉ 1,47. Chưa 1,47. À cái loại hết. Vì sao? Vì hai nhiệm này không lớn hơn 3. Em hiểu không? Đó. Ok. Vậy kết luận là x bằng bao nhiêu? Vô miệng Với những cái đầu mày ấy. Trên số một là 5. thỏa mãn này. Vì sao thỏa mãn điều kiện này nhỉ? Đây này thuộc số 2 là 2. Em hiểu không? Ok chưa? Vâng. Các bạn khác ổn không nhỉ? Tức là gặp bài này đừng có hoang mang nhé, cứ đặt tên bình thường thôi, quan trọng là đặt tên khéo léo một chút là được đấy. Câu này là câu khối B năm 11, thi học năm 2011 đấy, một câu đấy 8 đến 9 điểm năm đấy, nó khá là dễ thôi. Ổn chưa? Hiểu lớp bài kiểu này chưa? Thì nói chung là phương trình thi tự luận thì không muốn đi sâu vào này lắm. Còn trắc nghiệm, nếu mà vẫn thi trắc nghiệm ấy, thì nói thẳng là phương trình này dạy các bạn Casio cho nhanh. Nếu mà vẫn thi trắc nghiệm nhá. Nhưng mà phương trình khó thì dạy các bạn Casio cho nhanh. Còn tự luận thì nó chỉ dừng lại ở đây thôi, không khó hơn. Dừng lại mức này thì là khó rồi. Đấy thì có thể là 3 tuần nữa mình thi cuối kỳ rồi đúng không? Thì mình sẽ cố gắng buổi sau hình như vậy đấy nhá, buổi sau hình. Thì 3 tuần nữa thi rồi nên là thầy sẽ học hình cho xong và mình sẽ ôn tập lại từ đầu phần parabol. Ôn lại từ parabol. Ok không nhỉ? Phần phương trình nó chỉ thế này thôi. Trên lớp các thầy cô có thể cho khó một tí cũng được, nhưng mà lúc nào mà thi tự luận đi thì sẽ ôn tập thêm phần phương trình này cho các bạn sau, ôn tập thêm. Còn bài tập về nhà các bạn làm trong bài tập trong phiếu thầy nhé, dạng một dạng hai lát thầy sẽ gửi luôn, và có thể mình sẽ học một chút dạng ba dạng bốn nữa giới thiệu qua thôi, và chủ yếu của mình là những bài tham số, đấy là những bài toán lấy điểm, vì bây giờ phần phương trình này người ta giảm tải rồi nên là các thầy cô cũng không dạy khó là gì cả. Ok không nhỉ? Không dạy khó nữa. Các phương trình này ok không nhỉ? Khánh Linh nghe hiểu không cho đấy? Đó. Nói chung các bạn ý thức học hành nâng cao này một chút nên đừng có lười quá. Ngồi học thì phải chịu khó suy nghĩ động não vào thì mới khá được. Chứ không thể cứ ngồi chơi thì giỏi được đâu. Biết là sáng sớm thì dậy nó mệt. Thông thường là sáng thứ tư thầy phải họp ở trên trường nên thầy không dậy được giờ nào muộn hơn cả. Nếu mà giờ, tuần nào mà không phải họp thì thầy sẽ cho bạn tầm 8 giờ hay 8 rưỡi học cũng được không sao. Còn bình thường là thầy phải họp thì học sớm chỉ có học sớm một chút. Ok thế thôi, chào mấy đứa nghỉ đi. Bye bye. Vâng, Bye em thấy bye mấy đứa. chào thầy. Ừ.